chị đến với chương trình Bí Kíp Gia. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Hôm nay chúng tôi chào đón một cặp đôi rất là trẻ và một biên kịch rất là trẻ và đẹp trai. Chào đón Lương Minh Trang, Vinh Râu, biên kịch Nguyễn Long. Thì hỏi Nguyễn Long trước đi, biên kịch là nhiều ý trong đầu nè và hay để ý cuộc đời nè để mình viết kịch bản đúng không? Dạ. Chắc là em có nhiều cái mẹo nè, nhiều cái vốn sống và nhiều cái kinh nghiệm lắm. Nói chung là kinh nghiệm sống thì chủ yếu là đụm lặt trên mạng là nhiều, tại vì hiện tại thời đại này thì có trên mạng mình sẽ có những cái kiến thức nhiều hơn, nhưng mà bị cái là trên mạng thì cũng có những cái nó không đúng. Hy vọng là trong chương trình này em sẽ không gặp những câu hỏi như vậy. Vinh Râu thì không cần phải nói rồi ha, một cái người mà được vợ cưng yêu chiều chuộng lo hết luôn. Dạ thì nói chung là hai vợ chồng cũng chia nhau ra, thì mẹo mà ở bên ngoài thì có thể là em sẽ biết nhiều hơn vợ, còn mẹo dạng như ở trong nhà thì vợ sẽ biết nhiều hơn em, ví dụ vậy. Wow, vì cặp đôi này đáng gờm ngày hôm nào đúng không? Dạ, dạng như ngủ sao cho nó ngon á, vợ em biết rõ. Ủa vậy là Trang em ngủ không hả Trang? Dạ không, tại vì em hay bị mất ngủ, cho nên là em phải tìm cách sao cho ngủ ngon, chẳng hạn như mình xông phòng nè, hay là chườm mắt, hay là massage. Là kêu nhọc massage. Hai người đều nói với tôi là một người có bí kíp ra ngoài đường, một người thì lại có bí quyết bí kíp ở trong nhà, cộng với một biên kịch nữa, không biết họ đến với vòng 1 như thế nào. Quý vị, giải lao trong vòng ít phút chúng tôi sẽ quay trở lại ngay nha. Chị Việt Hương sẽ đọc 4 câu hỏi cho các em lần lượt, mỗi câu các em trả lời đúng hoặc là sai. Mỗi một câu trả lời, một em đúng được 100 điểm, hai em đúng được 200 điểm, ba em đồng điệu đều đúng ở câu đó thì được 1000 điểm. Câu 1 biết hỏi gì, 1 đúng hết nè, 2 sai hết, 3 đúng hết rồi 4 sai hết. À, chơi vậy luôn. Sẵn sàng chưa? Để mình đọc câu 1 nha. Ví dụ như có cái gì nguy hiểm nó ra đi vô rừng đi, con cọp nó nhảy ra thì em sẽ làm cách nào để bảo vệ vợ em? Em dụ nó là em sẽ nhảy ra, em đứng trước vợ em sẽ cho nó thấy là em ngon hơn vợ em. Em ngon hơn vợ em. À. Em làm sao, em làm cái gì coi coi. Con cọp tới kìa, nhảy ra đằng trước. Rồi, nói sao? À có gừ với con cọp nữa hả? Lúc đó nó sẽ suy nghĩ chị. Trong lúc nó suy nghĩ là vợ em chạy rồi, còn chuyện em sống chết thì kệ đi. Trời ơi, xúc động quá. Cọp nó ăn vợ em chết trước em thì em cũng không muốn sống làm gì nữa. Trời ơi, ghê quá à Long ơi. Em chứng kiến cái cảnh mà nó bệnh bệnh nhẹ nhiều lần cho em. Dạ, có. Anh Long là trực tiếp ở nhà em luôn. Dạ. Và đây là câu hỏi số 1 của chúng tôi là: khi một con cá sấu tấn công trên cạn, cách tốt nhất để thoát khỏi nó là giả chết, đúng hay sai? Vinh, em trả lời cái gì vậy Vinh, mà cái mặt em kỳ Vinh? Dạ em trả lời là đúng, em giả chết. Đâu, em thử giả chết chị coi coi. Em phải leo lên cây em mới giả chết được. Leo lên rồi giả chết trên cây sao? Đúng rồi, nói đầu dưới rồi em chấm luôn. Em ơi, em leo lên cây thì em phải dính cái cây chứ em giả chết thì em rớt xuống chấn thương sọ não chết lẹ nữa. À chết vậy, à ôm cái cây chứ không có buông ra nữa. À, chỉ có một mình em không đồng điệu với Minh Trang và Nguyễn Long, tại vì hai người kia người ta chọn giả chết là sai. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nãy em đi theo công thức của mình. Một đúng hai sai, dạ, công thức của ổng là một đúng hai sai. Long, em nghĩ sao? Dạ, thì mới đợi cũng nghĩ là một đúng hai sai, nhưng mà em thấy câu này nó sai nó đúng hơn. Cho nên em không chọn đúng mà em chọn sai. Trang ơi, chồng em thật là xuất sắc luôn á. Thấy con cá sấu là giả chết liền, thấy không? Em không tin là vậy luôn. Không tin luôn hả? Em tưởng ông bấm sai, cuối cùng bấm đúng. Nhưng hai bạn chưa chắc. Đúng rồi ha. Trang và Long chưa chắc là đúng. Có thể là cái cách của Vinh là cách đúng sao? Thấy cái mặt Vinh không? Thấy không? Cái thái độ cười, chuẩn bị là cười khinh vô mặt hai đứa em đó. Đáp án của chương trình là
sấu vốn không thích rượt đuổi trên cạn, cũng không ưa những con mồi thích chống cự. Cách tốt nhất là chạy và la to. La to coi Vinh. Hey. La cứu tôi với, tự nhiên là làm với bạn đó vậy. La lại coi, hai ba cá sấu kìa. Bớ người ta. Cá sấu kìa. Cá sấu cắn tôi. Bớ ớ, tại cá sấu dí tôi. Đó, vừa chạy vừa la lên vậy nha không? Dạ. Cái mặt thái độ luôn coi, cái mặt sợ coi. Hai người đồng hành với em đã chính xác. Vinh à, đem về số tiền là 200 điểm. Ở nhà ai là người ăn nhiều nhất ha? Dạ, hai người đều chỉ em hết. Em thích ăn những món gì? Nói chung là em cũng thuộc dạng ăn tạp. Ăn tạp, cái dạ, gì cũng ăn được. Nói chung em dễ ăn, dễ nuôi á. Nhưng mà có những thứ đặc sản á, mà em thích ăn nhất á, em nghĩ là vợ em. Chồng giỡn là chồng nói là chồng ăn tất cả các thứ ha. Nhưng mà con gái thì lại thích ăn ốc mà. Ốc thì em cũng kén chọn lắm, em không có thích ăn nhiều. Thích nhất em... là ốc gì? Ốc dồi dồi. Em chỉ thích ăn ốc len xào dừa nè. Ốc len xào dừa. Long ơi Long. Dạ. Có bao giờ ăn ốc dồi dồi như Vinh nói không? Ờ, cái đó chắc ăn lén em chứ không thấy. Ăn lén không dạ. Cho thấy em xấu tánh gì vậy. Bữa nào cũng có anh Long mới từ anh Trang mới ăn ốc dồi dồi. Xào rau muống nào ăn rồi gì ha, thấy ngon ha. Vậy thì bây giờ câu hỏi này sẽ liên quan tới ốc. Câu số 2, ngâm ốc bằng nước vo gạo sẽ làm ốc nhả nhớt nhanh hơn, đúng hay sai? Muối chứ. Mời đáp án của ba bạn. Em thì lâu lâu á thấy má Trang làm ốc dừa thì cũng có hay ngâm nước, mà không biết là nước vo gạo hay nước muối. Em thì thích nước muối. Rồi sao chọn đúng nè? Mà sao ốc là em chọn là nước vo gạo? Nhưng mà thấy có ngâm nước thì phần trăm đúng, trăm phần trăm đúng chọn thôi. Dạ, không chừng nó chính xác sao, đúng không ạ? Dạ, mà? Đúng rồi. Và bây giờ ngâm ốc bằng nước vo gạo sẽ làm ốc nhả nhớt nhanh hơn, đúng hay sai? Về rửa sạch ốc bằng nước lạnh, lấy một chậu nước vo gạo ngâm ốc khoảng 1-2 tiếng, ốc sẽ nhả hết cát và sạn ra, sau đó rửa sạch và chế biến. Vinh ơi, kỳ này em chọn đúng rồi, cho nên em đem về cho nhóm của em là 100 điểm. Yeah. Ở nhà, mỗi lần mà Trang gọi đầu xong, em có bao giờ lấy máy sấy sấy tóc cho Trang không? Dạ, hồi lúc mới yêu nhau có. Còn bây giờ thì dạng như công việc nó hơi nhiều. Và bây giờ Việt Cương có hỏi tới máy sấy là tại có một tình huống ở đây sẽ được trình bày của bạn Đại Ngọc Trâm, Hùng Thuận và Lâm Thắng. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Là dạ, yêu được không, yêu được không, yêu được không. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi. Là dạ, yêu được không, yêu được không. Chị ở trong công viên nó rất là nhiều chỗ để tập thể dục, tại sao chị cứ chạy tò tò theo tôi hoài vậy? Tính cua tôi phải không? Không phải. Cái gì? Cái gì vậy? Chị làm gì vậy chị? Cái quần. Thấy chưa? Con gái bây giờ là như vậy đó. Cua người ta không được là chửi liền. Sao chị kỳ quá vậy hả? Người quá nói sợ anh quê thôi cho nên quê cái gì? Chị là người tầm bậy đó nha. Chị là người tầm bậy đó. Hả? Ê cha, tào lao. Ở đâu xuất hiện nó vậy cha? Nhưng hai người muốn ra đây làm cái gì đây? Nè nói đại đi, nói đại đi. Quê đáng chịu. Tôi nói cho anh biết á. Ừ. Là cái quần á. Đó, thấy chưa? Lại nữa không? Cái quần của tôi thì sao? Đằng sau kìa. Cái gì vậy? Chết cha. Dính sừng gum hả? Đúng rồi. Rồi. Có vậy thôi đó mà nãy giờ. Chạy tao theo mà không dám xin nói. Xin lỗi hai người nha. Nhưng mà giờ sao lấy ra được? Giờ nó dính cứng ngắc đây nè. Trời ơi, ẹt gì? Ừ, dễ mà. Bây giờ mình làm sao mà cho cái chỗ dính sừng gơm nó phải nóng lên là... làm cho nóng lên. Lấy hồng quạt mình đốt. Ê, vậy là lỡ cháy cái quần rồi sao? Ờ ha, sao ngu dữ vậy ta? Vậy cuối cùng mình làm đây, gì? Đây, lấy cái máy sấy phà vô cái chỗ sừng gơm đó. À, ô hay vậy ta? Hỏi mọi người, bây giờ nếu như quần áo của mình dính bã kẹo cao su, mình có thể dùng máy sấy tóc sấy cho thiệt nóng, sau đó gỡ ra được đúng hay sai? Trả lời. Đó là câu hỏi của chương trình. Dạ, mời đáp án. Mời các bạn diễn đáp án. Đúng cái gì mà đúng. Anh ơi, tôi bị bả kẹo cao su dính vô quần biết bao nhiêu lần nè. Lấy máy sấy tóc sấy nó còn không có ra mà còn dính chặt hơn nữa. Đúng rồi, nó chảy chèm nhẹ. Sai rồi nha. Sai nha. Sai. Đó, thấy chưa, được cái bà kia bả rảnh. Tao đi ra công viên đem máy sấy tóc chi trời. Cắm vô đâu. Thì
câu này nó dễ như vậy mà ông Nguyễn Long à, ông lại nghĩ là lấy cái máy sấy tóc sấy vô nó chảy ra nó dính hơn nữa. Hát theo em đó, đó là lấy cục đá. Đúng rồi, cục đá lạnh để vô nó co lại. Nó sẽ săn lại. Đúng không? Nhưng mà cảm ơn sự nhiệt tình của ba bạn hỗ trợ ngày hôm nay Lâm Thắng Hùng Cận và Đại Ngọc Trâm. Và số điểm các bạn ghi được ở câu hỏi này là 200 điểm. Mỗi lần nhức mỏi bệnh đồ gì á thì Vinh sẽ làm gì? Em xoa dầu, xoa bóp. Xoa bóp. Tại vì em không có đủ thời gian để xông hơi. Cạo gió không? Dạ không. Không có luôn. Uống thuốc. Uống thuốc nữa. Uống thuốc với mà thấy không ổn quá thì em đuổi và em đi chơi đi. Đừng về nhà nữa. Để anh một mình ở nhà thôi. Ừ. Anh sợ lấy bệnh cho em. Đúng rồi. Đáng lý lúc đó em phải đè ra cạo gió đồ gì cho người ta giả bộ này nọ. Ví dụ mà vợ em đau nhất á, em đấm bóp, vợ em khoái lắm. Vợ em nói bàn tay em là bàn tay ma thuật. Đó. Đó bàn tay ma thuật sao đó? À có vậy nè, hay quá vậy ta. Nãy giờ chị hỏi tất cả những cái nhiều người mệt trong người, yếu người chúng ta sẽ có người cạo gió, có người giác hơi, có người xông hơi ha. Và câu hỏi những người gầy là những người ốm á, không nên giác hơi, đúng hay sai? Dạ, mời đáp án. Ba người đều trả lời là sai. Tại sao vậy Vinh? Tại vì giác hơi là để lấy độc tố trong người ra. Ừ, cho nên ai giác cũng được. Dạ, đúng người rồi, nào có độc nhiều thì ốm thì cái độc nó cũng nhiều. À vậy hả, còn Long? Dạ, thống nhất là câu này sai, em chọn sai. Dạ, tại vì ba em ốm mà má em cũng đè ra giác hoài, chắc em nghĩ là được. Ba câu trả lời các em là sai, có trùng khớp với chương trình hay không? Đúng hay sai? Tiền về, tiền về. Người gầy có lớp da đàn hồi kém khi giác hơi gây tổn thương cho các mạch máu dưới da. Trang về nói má coi lại. Và ở cái câu hỏi số 4 của vòng 1 này, tụi em hoàn toàn không lấy được điểm của chương trình. Và tổng cộng ở vòng 1 này, các bạn ghi được 500 điểm. Tới với vòng 2, tất cả sẽ được nhân đôi. Mình sẽ cố gắng lên đợi Vinh Đô, Minh Trang và Nguyễn Long ơi. Chờ đợi đi, vòng 2 họ sẽ lật chiến thuật cho chúng ta coi. Đừng rời mái ngồi y đó, bí kíp vàng sẽ trở lại ngay. Trở lại với vòng 2 của Bí Kíp Vàng. Ở vòng này, câu hỏi của chị Việt Hương sẽ có thêm 3 gợi ý của chương trình là A, B hay là C. Mỗi một câu một người đúng là sẽ được 200 điểm, hai bạn đúng được 400 điểm, ba bạn đồng điệu đều đúng là được 2000 điểm. Và câu số 1 của vòng 2, trong các tư thế ngủ sau đây, tư thế nào được xem là tốt nhất cho mẹ bầu? A nằm sấp, B nằm nghiêng, C nằm ngửa và kê gối dưới chân. Mời đáp án. Vinh, tại sao em chọn đáp án C? Tại em thấy em nằm vậy nó thoải mái. Thoải mái. Mà cái bụng của em thì... À đúng rồi, đúng. Long ơi, lý do gì em chọn đáp án C? Tại em nghĩ là nằm sấp thì không được rồi, nằm nghiêng thì cũng khó chịu. Em nghĩ là chắc là nằm ngửa, đặt dưới gối, gần chân dưới gối thì nó sẽ thoải mái. Có cân bằng. Con Trang, theo em nhớ là có một chỗ nó bán gối cho bà bầu mà có một cái gối để nằm nghiêng thì chắc là nằm nghiêng như vậy thì nó thoải mái nhất. Chứ thật ra em vẫn thích nằm kiểu bình thường của em. Và bây giờ chúng ta coi chương trình sẽ cho ra đáp án gì. Đáp án là chắc là C. B nằm nghiêng. B nằm nghiêng. Thai phụ không nên nằm ngửa vì tư thế nằm này sẽ làm tăng áp lực xuống phía sau tử cung. Ngủ nghiêng được cho là tư thế ngủ tốt nhất cho mẹ bầu. Đặc biệt nghiêng bên trái giúp tăng lượng dinh dưỡng và máu cung cấp cho thai nhi. Và ở câu này Trang ghi được 200 điểm. Bây giờ ta đến với câu số 2 nha. Ở các nước lái xe bên phải, trên xe hơi 4 chỗ, vị trí ngồi dành cho người quan trọng nhất ở đâu? A. Ghế trước bên phải. B. Ghế sau bên trái. C. Ghế sau bên phải.
hết giờ rồi. Mời đáp án. Long, tại sao bạn lại chọn đáp án A? Tại em nghĩ là ngồi kế bên tài xế nói chuyện cho vui. Ngồi kế bên bác tài nói chuyện cho vui á, là lơ xe. Trang, tại sao em chọn là đáp án C? Nếu mà ghế tài nằm ở bên tay trái á, thì sếp phải ngồi bên tay phải thì mới nhìn thấy mặt bác tài để nói chuyện được. Thì em nghĩ vậy thôi. Nãy em nhìn cái hình á, thấy vua đang bên trái. Và nếu như mà để mà cái ngồi vị trí quan trọng nhất á, thì nó ngồi đằng sau này để tiện, mà nếu mà có quay xuống hay take care hay làm gì đó thì mình như cái chiều này nó sẽ tiện hơn. Và đáp án chính xác là C, ghế sau bên phải. Một cái người sếp hay một người gì á, thì thường là ngồi lệch lại với cái hướng của người lái. Nếu lái đây thì cái ghế bế bên là không bao giờ họ ngồi, và họ ngồi không dưới lưng của bác tài mà họ ngồi bên này. Vì thứ nhất họ dễ quan sát ha. Việc thứ hai là họ có thể, giống như Vinh nói, thể quay xuống take care hay lấy một cái gì đó ngay lập tức. Ở câu này hai bạn ghi được 400 điểm. Em thích ăn cơm chiên với trứng không? Dạ thích chị. Thích nhất, tại nhìn cái tướng em biết ăn cơm chiên với trứng. Long ăn món gì nhất? Chiên trứng ăn với cơm cũng chiên trứng ăn với cơm đúng không? Trang? Cơm chiên ốp la nửa sống nửa chín. Câu số 3. Để luộc trứng hồng đào lòng đỏ xanh xánh á ha, bạn nên luộc trứng trong thời gian bao nhiêu phút? A. 1 tới 2 phút. B. 4 tới 5 phút. C. Trên 5 phút. Mời đáp án. Lần đầu tiên ba bạn đều đồng với nhau. Trả lời có trùng khớp với chương trình hay không? Và đáp án là B. Từ 4 tới 5 phút. Thời gian để lòng trắng, trứng chín và lòng đỏ có thể chảy ra sóng sánh. 5 phút trở lên thì trứng lòng đào sẽ đông nhưng mà vẫn còn mềm. 1-2 phút thì không đủ thời gian để chín cái trứng. Cho nên câu này chúng em đã ghi được 2.000 điểm. Câu số 4 nha. Nọc độc của loài nào sau đây có thể dùng làm mỹ phẩm giúp giảm nếp nhăn trên da mặt? A. Bọ cạp. B. Ong. C. Ốc sên. Mời đáp án. Bạn Trang trả lời là B. Tại sao vậy bạn? Em lại nghĩ là ốc sên, nhưng mà ốc sên hình như đâu có nọc độc đâu. Ốc sên thì làm giảm vết nhăn thì hình như người ta lấy cái chất nhầy. Tại sao bạn lại chọn C vậy Nguyễn Long? Tại em có quảng cáo thấy có giới thiệu tinh chất ốc sên gì đó này kia, chứ còn bọt cạp với ong thì em không thấy bao giờ. Em coi quảng cáo rồi kia, rồi mặt nạ của vợ em đắp cũng có những mặt nạ và làm bằng cái chất nhờ của ốc sên nữa. Nhưng mà vợ em nghe cái chữ nọc độc thì có nghĩa là vợ em sẽ thiên về hai con kia hơn. Nhưng mà theo em thấy thì cái chất nhờn của ốc sên nó cũng là, em nghĩ nó cũng là nọc độc của con ốc sên, nên nó không phải là nọc độc đối với mình thôi. Trang muốn đổi không? Có nên đổi không? Em muốn đổi không? Chị cho em đổi. Dạ đổi luôn đi. Mời đổi câu của Trang là C. Trang muốn như vậy. Và bây giờ đáp án của chúng tôi là B. Ông đã nhấn bao nhiêu lần là nọc độc, đúng không? Nếu mà con ốc sên nó nọc độc, người ta đã đặt ốc sên rồi, cái không lại gọi là chất nhờn của con ốc sên. Tức ghê vậy. Nọc ong có khả năng kích thích cơ thể sản sinh collagen và elastin, hai thành phần này giúp da săn chắc, mềm mịn, phòng tránh lão hóa. Và tổng kết lại là vòng 2 các bạn ghi được 2.600 điểm. Ở vòng 1 các bạn ghi được 500 điểm, cộng lại là 3.100 điểm. Tương đương với 3.100.000 đồng. Đừng buồn, đây cũng là một số điểm rất là lớn ha. Nhưng vòng 3 sẽ là vòng đặc biệt có nhiều giải thưởng bất ngờ từ chương trình. Các bạn nghĩ ai trong nhóm mình chọn ra một bạn đi trả lời nhanh cùng với chị Việt Hương. Tôi xây đi. Rồi, 1, 2, 2, 3. Hiên ngang luôn. Còn nói gì nữa, chờ đợi coi Vinh Râu có lấy được điểm đặc biệt của chương trình ở vòng 3 không. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Chào đón quý
của Bí Kíp Vàng. Trong đây mỗi một cái rương đều có tiền cho mình, rương 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, rương nhân đôi số tiền thưởng, có cái rương chia đôi nữa. Chuẩn bị nha, tinh thần. Dạ, câu số 1 là: khi di chuyển bằng xe số qua đoạn đường bị ngập, cách tốt nhất là A. Chạy xe ở số thấp nhất và giữ ga đều. B. Chạy xe ở số cao nhất và giữ ga đều. C. Chạy xe thật nhanh qua đoạn ngập. Mình chọn em chọn B. B. Dạ. Số 1 là số mạnh, là số cao hả? À, số thấp là số 1. Em là số A, đúng rồi. Em chọn chạy đường trường đó nha, em chọn số 4. Có đèo dốc á. Tại vì cái lúc đó thì cái máy nó êm hơn, nó đều hơn. Em nghĩ nó đều hơn. Còn cái kia mình phải trả số về, nó bị gì máy thì nó sẽ khó qua cái đoạn đó. Cái đó để dành để leo dốc đồ kia thì nó cái máy mạnh, nó dễ kéo máy hơn. Đáp án chính xác là A. Khi chạy xe máy qua đường ngập sâu luôn nhớ đi số nhỏ. Với xe số nên duy trì ở số 2 vì số 1 quá thốc. Số 3 và số 4 không đủ lực. Rồi, vậy tinh thần lên cao để chuẩn bị trong số 2. Khi ghe chó bám quá chặt vào da thú cưng, ta nên dùng chất nào dưới đây để bắt con ghe chó một cách dễ dàng? A. Giấm. B. Dầu kinh diệp. C. Lá diếp cá. Giấm. Giấm. A. Và đáp án chính xác là A. Dùng tăm bông nhúng vào giấm, sau đó khoa lên con ve. Giấm táo có thể ngăn chặn bọ chét và ve lan tràn trên da. Em có quyền chọn một cái rương nào đó em gỡ ra. Cho vợ chọn. Em thích số 7. Số 7, mời bạn. Bốn triệu đồng. Câu số 3: vòng nào trên cơ thể nhanh chóng tố cáo bệnh tật? A. Vòng ngực. B. Vòng eo. C. Vòng mông. Dạ, em nghĩ là B. B là vòng nãy nè. Dạ. Tại sao em nghĩ vậy mà em còn để cái vòng B bự? Chị ra đường á, chị thấy nhỏ kia vòng 1 bự quá ưu ngon. Chị thấy nhỏ kia vòng 3 bự ưu ngon. Dạ. Chị thử thấy vòng nhỏ kia vòng 2 bự quá rồi. Ngon nhỏ luôn, chồng nó khen, có bầu. À. Dạ, đáp án chính xác là B, vòng eo. Vòng eo to là tích tụ nhiều mỡ thừa. Dòng em đứng đây, em đứng đàng hoàng, em đứng đàng hoàng đây cho chị. Rồi, tinh bụng ra. Dòng eo to tích tụ nhiều mỡ thừa sẽ dễ gây nguy cơ béo phì, tim mạch. Kích thước vòng eo chứa mỡ thừa ở nữ trên 80 cm, nam giới trên 94 cm, báo động nghệ sĩ Minh Châu tới 104. Cái đó chị đọc thêm. Rồi bây giờ mình thắng là mình đọc tiếp luôn câu nữa hay sao? Cho anh Long mở. Long ơi, thích số mấy? Nhân số đôi sao? Đi. Số 2. Số 2 nhân 2 đó. Số 2. Số 2 sau kia. Số 2 bên đó kìa. Cái đó số 4. Thì né anh Long ra. Ờ Long ơi, coi như là em không có trong cái team này đi chơi. Trong nhà cũng có em luôn. Dạ mời bạn. 3 câu hỏi. Số 4. Khi gọi cứu thương, cứu hỏa, cảnh sát, thông tin đầu tiên cần xác định là A. Họ tên người gọi. B. Địa chỉ xảy ra sự cố. C. Tình huống sự cố. Dạ em chọn B. Cái người mà để tiếp nhận thông tin, người ta sẽ ghi thông tin đầu vô rõ nhất là cái địa chỉ, thì tới đó là bị gì tính sao. Và câu trả lời chính xác là B. B. Địa chỉ xảy ra sự cố. Mời em chọn cái rương mà em thích. Thường thường á, 2 á là nhân 2 hoặc chia 2. 6 á là sặc máu. Ủa, không phải hả? Thôi chị đứng cho nói cho trẻ. Số 3 hả? Sao sặc máu nha. Chắc chưa? Có máu có tiền. Chục triệu, 200 ngàn. Tiếc, giờ mình mở 5 triệu mới tiếc. Phải mở 5 triệu trước rồi mình mới ấy. À, mở 5 triệu trước rồi mới nhân đôi. Dạ, ha. Dạ, dạ. Thường tham thì tham lắm. Và câu này em sẽ trả lời đúng rồi, lúc đó em chia đôi trả lại tiền cho ban tổ chức. Câu số 5: khi ăn bánh ngọt, uống nước gì sau đây ít bị tăng cân? A. Trà đào. B. Trà vải. C. Trà bạc hà. Dạ em chọn C. Em chọn C, trà bạc hà. Dạ. Và đáp án chính xác là C, trà bạc hà. Trong
chứa chất chống oxy hóa, vitamin A, C giúp cho tăng cường quá trình trao đổi chất. Chúng ta còn số 1, 2, 3, 5. Hiện giờ có 20 triệu 200 ngàn. Nếu chia đôi là còn 10 triệu 100 ngàn. Mà nếu 5 triệu nữa không mở là 25 được triệu lẻ 200 không mở được không chị? Không mở được. Trả lời sai đi, khỏi mở cho nó an toàn. 1 cộng 2 cộng 3 cộng 5 1 chia cho 4 hộp là khoảng 3 rưỡi. Nãy giờ mình đứng mình cũng nhịn hoài. Dạ. Quý vị ơi, trời ơi, em mình đổi lại đi anh. Thôi mở luôn số 5 đi, mở luôn số 5 đi cho vừa lòng. 20 triệu 200 ngàn chia đôi còn 10 triệu 100 ngàn cho hồi đầu lại. Nhưng mà cũng là một số tiền lớn này ha. Chúc mừng cả đội, mời ba bạn ra đây. Trong tất cả các bí kíp em ấn tượng nhất là bí kíp nào? Né số 3. Đúng không? Phải luôn nhớ là ba chìm bảy nổi nên né số 3. Bí kíp của Trang phải tin tưởng anh Long. Không, bí kíp của em là câu hỏi của mình rồi không nên đổi lại. Nhớ đúng nãy rồi, bị đổi không rồi, mất 200 rồi, điểm rồi. Đó, còn bí kíp của Long? Bí kíp của em là đừng đi game show với cặp vợ chồng này. Hay quá. Cảm ơn tụi em nha. Dạ. Và chúc mừng tụi em với số tiền thưởng là 10 triệu 100 ngàn. Chương trình Bí kíp vàng đem lại cho các bạn kiến thức trong cuộc sống, hôn nhân và tình yêu, hâm nóng tình yêu như Vinh Râu luôn. Nhớ giờ phát sóng của chúng tôi 19 giờ thứ tư hàng tuần trên HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau với Bí kíp vàng.